Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Sau một tháng thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có diện tích từ 40 đến 48 mét vuông, mái tôn, cột bê tông, nền lót gạch men, tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại mỗi gia đình đóng góp thêm để căn nhà được khang trang hơn. Dịp này phường cũng trao các phần quà là những vật dụng gia đình được địa phương vận động. Tính từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy đã bàn giao 28 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn với số tiền hỗ trợ mỗi căn từ 50 đến 80 triệu đồng.